đến thời điểm này là Huyền đã kết thúc một ngày dài làm việc cực nhọc, đã có những xuất hình rất là xinh đẹp, và bây giờ thì mọi người hãy cùng theo chân Huyền để biết xem là sau một ngày làm việc của Huyền thì Huyền sẽ dùng cái gì để mà relax tinh thần cũng như là làn da của Huyền nha. Và bây giờ hãy đi cùng Huyền với mọi người, đi đâu biết không? Đi tắm nha, đi tắm với Huyền nè. Đi tắm với Huyền nè. Là con gái phải xinh. Sức khỏe cho làn da thế này là mọi người ơi, mọi người hãy nên có một chai ở trong nhà để dành cho cả gia đình của mình nha. I love you.